Xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại chia sẻ cho cả nhà một món bánh dân gian của miền Tây nữa, đó chính là món bánh bèo nước cốt dừa, rất là đơn giản và dễ làm luôn. Thì bây giờ cả nhà hãy theo dõi hết video để xem mình làm cái món bánh bèo này như thế nào nha. Và để chuẩn bị nguyên liệu để làm cho cái món bánh bèo nước cốt dừa, ở đây mình có sử dụng là 300 ml nước cốt nhất, 700 ml nước cốt nhì. Bột gạo mình sử dụng ở đây là 300g bột gạo, mình chia ra làm hai phần nha. Một bên là 200g, một bên là 100g. Và cũng sử dụng thêm là 100g bột năng, 200g đường, một ít mè và 150 ml nước lạnh. Khuôn thì mình sử dụng khuôn bằng lon bia nha cả nhà. Thì mình sẽ để chi tiết ở dưới phần mô tả, cả nhà có thể bấm vào để xem rõ hơn. Thì bây giờ mình cùng chuẩn bị làm. Bây giờ mình cho bột vô, mình cho 100g bột gạo vô trong phần nước cốt nhất. Mình khuấy cho bột tan ra. Mình cũng cho luôn 200g bột gạo vô phần nước cốt nhì. Tiếp tục cho thêm 100g bột năng vô luôn nha. Bột năng này thì sẽ giúp cho cái đế bánh nó sẽ được dai hơn. Mình khuấy tan hết chỗ bột này ra. Xong mình sẽ đi nấu nước đường. Bây giờ mình thắng tới nước đường. Thì mình cho hết 200g đường vào trong nồi. Đổ thêm 100 ml nước lạnh vô luôn. Mình cho vô thêm chút xíu muối nữa cả nhà. Thì mình nấu cho cái phần đường này nó hơi keo lại là được. Đường đã tan hết rồi và cũng đã hơi sánh lại vậy thì mình tắt bếp. Mình để cho nước đường nguội một chút thì mình sẽ cho vô bột nha. Đường đã nguội rồi thì mình cho vô bột nha. Ở bên phần nước cốt nhất thì mình sẽ cho vô đây 2 giá rưỡi đường. Số còn lại thì mình sẽ cho hết vô trong thau bên này. Mình khuấy đều lên. Ở bên phần nước cốt nhất này cả nhà thì mình sẽ cho thêm một chút xíu muối nha. Tại vì nước cốt á, nó phải có cái vị hơi mặn thì nó mới béo, cái độ béo nó mới tăng lên. Cái phần nước cốt nhất này là ngon nhất ở cái bánh luôn á. Với công thức của mình thì cả nhà cũng có thể kinh doanh được. Trước đây mình cũng có làm để kinh doanh á, nhưng mà do thời gian gần đây mình không có thời gian nên là mình không có làm nữa. Cả nhà cũng có thể nêm xem là nó đã ngọt hay là chưa nha. Rồi bây giờ mình để đây, mình chuẩn bị mình đi hấp. Bây giờ thì nước cũng đã sôi rồi thì mình cho hết cái chỗ khuôn này vào trong xửng để mà mình hấp. Cho khuôn vô hết rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình cho bột vô. Thì mỗi một khuôn như vậy mình sẽ đổ 2 giá bột. Mình đổ ở lớp dưới thì mình sẽ đổ 2 giá, còn lớp mặt thì mình chỉ đổ 1 giá thôi nha. Tại vì lớp ở trên nó béo á, nên là mình chỉ đổ một lớp mỏng thôi, không cần đổ quá dày. Cho bột vô xong thì mình đậy nắp lại, mình hấp trong vòng 5 phút. Nãy giờ mình hấp được 5 phút rồi này cả nhà. Thì cái bề mặt nó cũng đã hơi ráo rồi. Thì mình cho cái phần nước cốt nhất lên. Phần này thì mình chỉ cho 1 giá nước cốt thôi nha. Tại vì cái phần nước cốt trên này rất là béo luôn, mình sẽ không cho nhiều. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình hấp trong vòng 7-8 phút nữa là bánh chín nha cả nhà. Bánh bèo của mình đã nguội nè cả nhà. Thì mình sử dụng một cái muỗng cà phê để mà mình lấy cái phần bánh ra. Mình lấy bánh thì mình nạo như vậy nè. Mình hấp bằng cái khuôn này thì mình sẽ không cần phải thay dầu nha. Lấy ra rất là dễ dàng luôn. Đây, nhìn rất là ngon. Bây giờ mình cho ra dĩa. Mình sẽ lấy hết tới khi nào hết phần bánh này thì thôi nha. Bánh rất là dễ lấy, rất là ráo luôn. Có cái độ dai vừa phải. Bánh này thì ngày xưa bán rất là nhiều luôn, mà bây giờ thấy ít thấy người làm lắm cả nhà.
rất là dễ lấy ra nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh bèo nước cốt dừa đó cả nhà. Thì mình rắc lên đây một ít mè rang nha. Bây giờ mình ăn thử một miếng nha cả nhà. Bánh nó có cái độ dai vừa phải nè, không quá cứng mà cũng không có quá mềm nha. Bánh rất là dai nè, nước cốt dừa thì béo, mè trắng thì lại thơm nữa cả nhà. Rất là ngon. Nếu mà cả nhà ai thích món này giống như mình thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Nếu cả nhà xem video mà thấy hữu ích thì hãy like, đăng ký với vợ chồng mình nhé. Chúc cả nhà thành công với món bánh bèo nước cốt dừa này.